bay Vương Ngọ Thánh xuống sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ là 7 giờ 40 phút sáng. Nhiệt độ bên ngoài là 27 độ C. Quý khách ngồi yên tại chỗ và cài chặt dây an toàn cho đến khi máy bay dừng lại hẳn và đèn hiệu cài dây an toàn đã tắt. Một lần nữa, quý khách không sử dụng điện thoại di động, máy thu phát sóng cho đến khi quý khách rời khỏi máy bay. Quý khách không được mở cửa máy bay khi không có yêu cầu của tiếp viên. Khi mở ngăn hành lý, quý khách lưu ý tránh làm rơi và bỏ quên các hành lý bên trong. Cơ trưởng Trần Tuấn Anh và phi hành đoàn xin chân thành cảm ơn quý khách đã bay cùng Vietnam Airlines, thành viên Liên minh Hàng không SkyTeam. Chúng tôi hy vọng sẽ được đón tiếp quý khách trên những chuyến bay tới. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Ladies and gentlemen, we have now arrived at Tân Sơn Nhất International Airport, Ho Chi Minh City. It is now 7:40 a.m. The outside temperature is 27 degrees Celsius. Please remain seated with your seatbelt fastened until the aircraft has come to a complete stop and the fastened seatbelt sign has been turned off. Once again, may we remind you that for safety reasons, the use of mobile phones, receivers, transmitter devices is forbidden until disembarkation. You are requested not to open the aircraft door unless instructed by the cabin crew. When opening the overhead lockers, please take care to ensure the contents do not fall out. We hope you have enjoyed your flight with us. On behalf of Vietnam Airlines, the members of SkyTeam Alliance, Captain Trần Tuấn Anh and all crew members would like to say goodbye to you, and we look forward to meeting you again soon. Thank you and goodbye.